Dạ, em tên Lê Hoàng Phú. Em năm nay em 26 tuổi, em làm nhân viên kinh doanh. Dạ, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ê, Phú quê ở đâu? Dạ, em quê ở Tiền Giang anh. Thế còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Thuận. Chào các vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hải Yến, em 23 tuổi. Thì hiện nay em làm nhân viên quản lý dữ liệu. Em công tác ở quận 3. Rồi, lần đầu tiên các bạn gặp nhau và quen nhau như thế nào? Dạ, lần đầu tiên mà em gặp vợ em á là ở trong một cái buổi apply truyện tranh. Thì lúc đó là vợ em đứng kiểm vé, em thấy vợ em đứng cái em tới em cười em chào. Ủa, có cười lại với mình không? Dạ không anh. Đó là em bị sốc lắm luôn á. Ủa tại sao em không cười lại vậy? Sau này kể lại em mới biết vụ này, công nhận ổng tự tin dễ sợ luôn á. Lên trên này là ổng lịch sự ổng nói vậy thôi, chứ lúc mà nói với em á là ổng nói là trời ơi, em nghĩ sao đó anh đẹp trai vậy, anh cười tỏa nắng mà em không thèm cười lại với anh. Thôi rồi, cười tỏa nắng luôn vậy. Rồi nhưng mà đến khi nào thì các em mới dần dà mới quen biết nhau thấm thiết hơn? Dạ thì buổi offline thứ hai á, dạ lúc đó thì vợ em cosplay một cái nhân vật khác, lúc đó không có trang điểm nữa thì em nhìn không có ra, mà em thấy cô này sao dễ thương quá, mình lại mình chọc mới được. Cosplay nhân vật của bé Quạng Đỏ hả? Dạ không anh, cái nhân vật mà cô này có thì thích nhậu, cái em lại em mới chọc lại em mới rủ là em ơi đi nhậu không, thả thính vậy thôi, tại mình thấy mấy bạn nữ dễ thương mình cũng thích. Rồi về nhà thì hai đứa mới bắt đầu là kết bạn Facebook với nhau, thì em với vợ em cũng thường xuyên nói chuyện, thường là mấy cái chuyện xấu xấu của em không mà đâu kể gì em. Tại vì lúc đó là em đang có bạn trai rồi nên đâu có nghĩ là sẽ quen nhau, thành ra có nhiều tật xấu kể em nghe hết. Nào là hay đi thả thính lung tung nè, quen thì không có nghiêm túc, quen lúc nhiều người lăng nhăng. Ông tự nói ông gì hả? Đúng rồi, vậy mới ghê chứ. Ở nhà thì làm biếng như thế nào cũng kể em nghe hết trơn luôn. Nhưng mà cái đó là chiêu của em hả hay sao? Không, hay là em như vậy thiệt? Em như vậy thiệt, em nghĩ là bạn bè với nhau thì mình chia sẻ những cái chuyện mà mình gặp trong hàng ngày thôi. Thì có người nói chuyện nó cũng vui. Nếu mà em biết là em quen là em giấu hết rồi. Bao lâu thì em với người bạn trai của em á là chia tay? Cỡ vài tháng sau thì bắt đầu em chia tay, xong em không có ai đi chơi hết, em mới buồn quá. Cái bắt đầu em đem thính em rải. Em rải lúc hai ông, nhưng mà tưởng sao cái ông này dính. Thì gần tới đợt Noel á thì em cũng có thả thính cái cô này. Tức là em mới nói cô này là Noel thì để Facebook một mình thì nó lạnh quá, hay mình để chế độ hẹn hò với nhau đi. Hai đứa cũng nói chuyện kiểu vợ vợ chồng chồng yêu thương trên Facebook vậy thôi. Thì sau đó thì em mới thấy thích thích cô này, thì em mới rủ cô này là đi chơi với em nhân cái ngày sinh nhật của em luôn. Thì sau đó thì mới tỏ tình và quen từ lúc đó. Cái lần mà tỏ tình đó có nắm tay không? Trời, không được một cái gì luôn, không nắm tay, không hôn luôn, cho nên em cảm thấy là thất vọng. Con trai gì mà nhát dữ vậy, nhút nhát quá. Mình ngại mà. Lần thứ hai đi chơi là có rút kinh nghiệm được miếng nào không? Dạ có, lần thứ hai thì em rút kinh nghiệm nhiều lắm, em chủ động em nắm tay, nó là em dụ và em ôm. Có đi coi phim không? Dạ có, em muốn xúc tiến cái mối quan hệ nó đi xa hơn một chút á. Thì em mới rủ vợ em đi coi phim HD. Tại vì ở đó thì cái phòng là chỉ có hai đứa thôi, với cái tivi. Chủ yếu hai đứa vô đó thì ngồi nói chuyện nè, em mới bắt đầu em chủ động hơn. Em muốn hung môi với vợ em mà mình sợ thì cái cô này cô dữ quá, mà cô cũng có vỏ nữa. Cái em mới hỏi vợ em là em có bao giờ em uống cái vị nước chanh mà pha với enzyme bao giờ chưa? Thì vợ em cũng nói chưa, em chưa uống. Cái em mới nói thôi bây giờ em nhắm mắt lại đi. Cái là em mới ngậm cho một họng nước chanh rồi cái em mới mớm cho vợ em. Đó là mình phải chơi chiêu mình mới hung được. Mà lúc đó mình hung mà mình thấy vợ mình nắm tay, mình cứ sợ chết rồi, phải có khi nào mình bị đấm không ta. Có lần thứ ba không em? Vài tháng sau đó cái anh này mới nói là em ơi, coi phim HD hoài nó tốn tiền dữ quá, hay là giờ mình vô cái chỗ nào mà nó tiết kiệm chi phí hơn, mà nó riêng tư hơn. Cái ảnh mới rủ em đi nhà nghỉ. Xong mà đi nhà nghỉ mà ảnh nói với em một câu làm em cảm thấy cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm. Là ảnh nói là em yên tâm đi, mình vô đó mình chỉ nghỉ thôi. Mà mọi người cứ tưởng tượng vô nhà nghỉ mà nghỉ ở nhà nghỉ cũng được vậy. Cho nên em mới bực mình quá, em không đi. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt á, rủ hết lần này tới lần khác. Thế là em đi, nhưng mà quá thất vọng là anh nghĩ thiệt. em cũng có tính toán chứ, nếu mà lần đầu mà mình vồ vập quá thì nó sẽ thất bại và những cái lần sau sẽ rất là khó khăn, cho nên là mình là đàn ông trai mình giữ lấy lời đi. Vô nghĩ em rất là tò mò và em muốn biết nó như thế nào. Mà ông này bữa giờ ông cứ nghĩ hoài,
mình hơi mệt. Cuối cùng thì cũng đến cái lúc mà ổng không nghỉ. Thì sau đó là em mới cảm thấy là ổng chủ động được một chút thôi. Rồi sau đó bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ tầm một năm mấy sau, tại tụi em quen nhau tới 3 năm. Lâu đúng không? Bây giờ các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau gần một năm rồi. Một năm, có dạ. Em bé chưa? Dạ chưa, tụi chưa. Em tính là khoảng 2-3 năm nữa. Rồi, trong một năm mới đây thôi, vợ chồng son mà đúng không? Dạ. Vậy thì có tính xấu gì lòi ra không? Dạ, cũng nhiều lắm anh. Ai nhiều? Chắc chắn là anh nhiều rồi. Mới đầu á em cũng nghe trên phim rồi bạn bè em mà mấy người quen nhau kể lại á, thì đàn ông nhiều tính xấu. Nhưng mà em không ngờ là lấy chồng về là em không ngờ là những cái trên phim nó có thiệt. Người thì bừa bãi, buổi sáng đi làm là coi như là thay đồ hôm qua mặc ra dục đầy sàn, xong rồi em là người dọn. Cái áo sơ mi á là cái cổ áo là phải giặt tay, để ra ngoài cho em giặt tay. Không, cứ quăng vô máy giặt. Xong rồi áo là coi như giặt vài lần vậy là hư cái áo luôn. Rồi đồ em ủi cho đi làm thì không mặc. Tự nhiên sáng sớm lấy cái áo nhăn mặc giống như đi ra đường bôi cho chiếc chấu vô mặt em. Rồi gì nữa? Với ảnh cái tính đàn ông nhưng mà không có quyết đoán cho lắm. Ví dụ như hai vợ chồng mỗi lần mà cãi nhau đi, cứ cãi một hồi ảnh cảm thấy ảnh không nói được nữa, cái ảnh nói thôi bỏ qua, mà bỏ qua cái lần sau lại cãi nữa, không có giải quyết được. Đúng rồi, không bao giờ giải quyết được. Mà anh thấy Phú ốm yếu như thế này, sức khỏe như thế nào? Em không hiểu tại sao mà ảnh yếu vậy, mà ảnh 20 mấy năm trời mà ảnh sống qua được cái thời tiết ở Việt Nam luôn á. Tại vì trời bình đó. Thường á, trước khi lấy chồng em ngủ là em hoàn toàn là em không có mặc đồ gì hết, tại vì nó nóng. Lúc em qua nhà chồng em tưởng tượng đến một khung cảnh mà hai vợ chồng tối ngủ sẽ lãng mạn nằm ôm nhau, nhưng rốt cuộc là không có ôm được. Tại vì ảnh sợ gió, em thì sợ nóng. Em nghĩ là em sẽ nằm ở trong, nhưng mà rốt cuộc là em phải nằm ở ngoài để em chắn gió. Em mà không che là sáng hôm sau là ảnh sổ mũi, ảnh cảm. Ôi, nắng có mưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. Thôi vậy là bây giờ em chăm sóc em bé trước đi, lấy kinh nghiệm. 2-3 năm nữa là chăm em bé thiệt. Giống y như là được có thêm một đứa con. Rồi, bây giờ tới em đó Phú. Dạ em thì tính xấu cũng có. Chuyện đầu tiên là chuyện khó ăn. Em rất là sợ cái chuyện khó ăn của vợ em luôn. Em cứ nghĩ tới cái cảnh mà sau này chết rồi vợ mình mà ốm ngán là chắc kinh khủng lắm luôn. Thường thì vợ em nói ăn cái gì cũng được, đó là cái câu mà em rất là sợ. Em rủ đi ăn phở nha em. Thôi béo lắm anh. Thôi mình đi ăn bún bò nha em. Em ghét bún bò lắm. Đi ăn cơm nha em, ăn cơm khô lắm anh. Mà trong khi hỏi thì nó ăn cái gì cũng được. Dạ đúng rồi. Sau một thời gian thì em cũng kiếm được cái quán hủ tiếu, giờ em thích ăn, em mừng lắm. Rồi, còn gì nữa? Dạ thứ hai thì vợ em hơi khó tính. Thì những cái mà nhỏ nhặt thì vợ em rất là hay để ý. Từ từ cái chuyện có tí xíu rồi cái hai vợ chồng xé nó bự ra. Rồi gây. Rồi cái hai vợ chồng gây nhau. Chuyện vợ chồng nó có thuận thảo không? Dạ thì cái chuyện vợ chồng mà sau khi cưới anh Quốc Thuận thì em cũng thực sự là em muốn mình cosplay tam tạng. Cái gì? Cosplay tam tạng. Cosplay tam tạng nghe lạ ha anh. Tại vì cái ham muốn trong vợ chồng thì em tương đối là cao. Mà vợ em thì đi làm về mệt á thì cái cổ lại không muốn. Mình thì thời gian đầu thì hai vợ chồng ngủ thì cũng không có mặc đồ cho nó mát, mà bắt mình phải ôm. Vừa cởi đồ mà vừa ôm nha, mà không cho làm gì hết trơn. Trời ơi, mình khó chịu lắm luôn. Từ từ thì cũng quen. Chứ cũng nhịn vậy đó. Nhịn không thì cho là nín luôn đó. Không cho là nín luôn. Chứ không có trời, đòi. Vậy rồi bây giờ một tuần là cho được mấy lần? Vậy thì thường là 1-2 lần. Còn em thì em muốn. Mong dạ đúng rồi. Nếu mà 4-5 lần tuần thì tốt hơn. Phát hiện ra căn bệnh rồi. Đó. Yếu là tại do kềm nén quá. Đó. Chứ không có phải là sức khỏe yếu gì hết trơn. Cái này là bị kềm hãm quá. Thành đó. Ra sanh bệnh. Bây giờ đó. Nè em cứ thả đi một cái đó nghe. Là mai mốt là ổng chắn gió cho em. Chứ không phải là em chắn gió cho ổng đâu. Cái chuyện này tưởng là đơn giản mà không có đơn giản đâu nha. Dạ. Tại vì em là sanh năm 1995. Dạ. Ở độ tuổi này là bạn là mới lớn. Cái nhu cầu bạn cao lắm. Nhưng mà sao bạn lại thích khám phá, thích tìm tòi. Và bạn phải feel tới nơi thì thôi. Đầu tiên phải là chất lượng trước. Dạ. Đúng không? 1-2 lần em cho bạn cái chất lượng đúng, chất lượng đủ. Giống như em mở cửa cái nhu cầu của bạn á. Dạ. Hiểu không? Tại vì bạn còn nhỏ, bạn chưa có hiểu được cái đó. Cho nên là bạn không thấy cái đó là một cái gì đó mới nó khoái cảm. Hiện giờ là cái nhu cầu đó là bạn chưa cảm thấy đó là nhu cầu của mình. Là cái đó không đúng nha. Không đúng về mặt tự nhiên đó. Dạ. Cho nên em phải là người mở được cái chìa khóa đó thì em mới có thể được đáp ứng nhu cầu được. Hiểu không? Dạ. Đó cho nên bây giờ thôi như là đi, phải có sự sáng tạo nữa. Đó. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ đêm nay áp dụng liền đi.
Dạ. Ha. Bảo đảm là mai mốt là không cần phải sợ bệnh tật ốm yếu gì cả. Dạ. Rồi xin chúc cho hai em sẽ thay đổi ha, để có thể là thấu hiểu nhau, có thể hòa hợp với nhau và cùng hạnh phúc với nhau mãi mãi. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn hai đứa nha.